Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ. Buốt đau từng giọng hát xa vắng, nhạt nhòa tình đã trao sao. Luôn khát khao từng giọt nắng trôi hững hờ, gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em, giây phút mặn nồng, tình yêu đã đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta sống lệ đắng cay, tình tựa bao tô dù có tan úa, mộng đẹp xinh xứa trong tim. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật là vui vẻ và hiệu quả. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt cho đội ngũ làm video của Bảo Châu, gửi lời chúc đến quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và để tiếp nối chuỗi series quà tặng cũng như là khuyến mãi của Bảo Châu trong dịp chào đón năm mới 2022 này, thì Hữu Duy ngày hôm nay sẽ gửi đến quý vị một bộ dàn với tên là dàn karaoke Luxury BC01. Quý vị cũng đã hỏi rất là nhiều rằng là Hữu Duy đã giới thiệu rất là nhiều bộ dàn một đôi loa rồi. Vậy thì anh bây giờ anh muốn ghép hai đôi loa trong một bộ dàn karaoke, bởi vì nhà anh rộng khoảng tầm 100m2 thì có bộ dàn nào không? Vậy thì video ngày hôm nay sẽ là câu trả lời dành cho thắc mắc này của anh chị nhé. Với bộ dàn ngày hôm nay chúng ta sẽ bao gồm một đôi loa BMB 312SE và một đôi loa BIK BZ S968. Với bộ dàn ngày hôm nay thì là bộ dàn cao cấp dùng cho hát karaoke này, nghe nhạc trong không gian từ 30 cho đến 100m2, hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái quý vị nhé. BMB 312SE cũng đã quá là quen thuộc với quý vị rồi. Hữu Duy cũng đã làm video để bóc ruột này, và cũng giải thích tại sao đôi loa này lại được mệnh danh là ba chàng ngự lâm của thương hiệu BMB rồi, đúng không ạ? Vâng, và với đôi loa này sở hữu cho mình là 5 củ loa bass 30 cùng với mức công suất là 300W, đạt đỉnh lên đến 800W một chiếc quý vị nhé. Và đối với dòng loa BIK cũng là người bạn đồng hành cùng với combo ngày hôm nay, S968 cũng sở hữu 5 củ loa và mức công suất cho ra cũng là 300W và đạt đỉnh lên tới 650W. Đôi loa ngày hôm nay, hai đôi loa này dùng rất tốt cho không gian từ 30 cho đến 100m2 luôn quý vị nhé. Để kết hợp cùng với hai đôi loa đến từ Nhật này, chúng ta sẽ sử dụng một chiếc cục đẩy công suất BIK cũng đến từ Nhật, 4 kênh với mã là VM640A, 4 kênh, mỗi kênh 600W, sử dụng mạch Class H, hiệu suất cao, chạy bền bỉ trong thời gian dài mà không hề lo bị nóng, cũng như là chất âm cực kỳ sạch sẽ, và xử lý bằng một chiếc vang số đến từ Mỹ JBL KX180. Chất âm rất là ngọt ngào, chất tiếng thì lực cùng với khả năng tạo ra hiệu ứng hát karaoke có thể nói là cực kỳ ngọt đến từ chiếc vang số KX180 này. Và nó còn được mệnh danh nữa là vang số quốc dân quý vị nhé, bởi vì rất nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dòng JBL KX180 này cho các bộ dàn karaoke cao cấp. Để tái tạo giọng hát hay thì chúng không thể thiếu đó là một bộ micro không dây với thương hiệu BCE Acoustic với mã là UGX12 Luxury, phiên bản Luxury quý vị nhé. Nghe đến Luxury là chúng ta đã thấy một cái gì đó rất là sang xịn mịn rồi, đúng không ạ? Với phiên bản cao cấp này thì chất âm cực kỳ sạch sẽ này, sóng bắt xa này, chất âm dày dặn và chuyên thiết kế cho karaoke. Ngoài chất âm ra, hình thức cực kỳ đẹp và mỹ mãn luôn. Đầu thu quý vị có thể nhìn thấy rất là đẹp, một sự kết hợp rất là hài hòa, phối màu cũng như là các phím chức năng, đặc biệt là tay mic. Đây ạ, tay mic quý vị có thể nhìn thấy rất là đẹp, được đính kim cương ở xung quanh tay mic này. Đó, đây là một mẫu mic mà hiện tại Bảo Châu Elec sử dụng cho rất nhiều các phòng hát kinh doanh karaoke, hoặc là kể cả những phòng hát gia đình cao cấp sử dụng bộ mic UGX12 Luxury này rất nhiều, bởi vì ngoài chất âm hay tuyệt vời ra, nó còn có một hình thức cực kỳ đẹp và ngoại nhãn bắt mắt quý vị nhé. Nó cũng sở hữu cho mình là vỏ kim loại này cùng với một khay pin và chụp mic bằng kim loại không gỉ, có thể nói là một bộ mic cực kỳ tuyệt vời. Rồi, và thiết bị cuối cùng trong bộ dàn ngày hôm nay là một chiếc súp điện đến từ thương hiệu Anto với mã là TS315S. Với chiếc Anto 315S này sở hữu cho mình là bass 40
cùng với đó là khả năng tái tạo âm trầm cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta có loa Nhật này kết hợp cùng với súp Mỹ, thì loa Nhật tiếng vừa mềm kết hợp với chiếc loa trầm của Mỹ tiếng chắc và khỏe, đảm bảo với quý vị là với bộ dàn ngày hôm nay sẽ tạo ra cho chúng ta một chất âm, chất tiếng cực kỳ tuyệt vời và nghe nó sẽ rất là hay. Và đó là thông số chi tiết của cấu hình trong bộ dàn Luxury ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần để Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị đấu nối tất cả các sản phẩm trong bộ dàn ngày hôm nay, và đặc biệt là phần thử nhạc để xem chất tiếng của bộ dàn ngày hôm nay như thế nào quý vị nhé. Dạ vâng quý vị, và ngay bây giờ Hữu Duy sẽ hướng dẫn quý vị cách đấu nối của bộ dàn karaoke Luxury BC01 này quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị trước cho Hữu Duy 4 sợi dây loa, mà 4 sợi này quý vị sẽ được tặng kèm khi mua bộ dàn này. Thì chúng ta sẽ đấu nối vào 4 kênh A, B, C, D của chiếc cục đẩy này. Thì chúng ta sẽ vặn các nút xoáy ra. Đó, vặn các nút xoáy ra và đấu vào các đầu âm dương thôi. Thì ở đây Hữu Duy quy định là đỏ vào đỏ và trắng vào đen. Tương tự vào đó thì hai đầu dây. Đó, hai đầu dây thì chúng ta sẽ kết nối vào hai đầu loa ở bên trái và tương tự với bên phải quý vị nhé. Rồi. Và sau khi kết nối thành công 4 chiếc loa rồi thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng 4 dây Canon. Đó. 4 dây Canon để kết nối tín hiệu cho 4 loa. Thì ở đây Hữu Duy sẽ kết nối vào hai cổng left right. Hai cổng main left và main right này. Từ vang số này. Và hai cổng surround left và surround right. Đó. Nếu mà chúng ta sắp xếp theo kiểu đôi loa BMB để đằng trước và đôi loa BEK để đằng sau, thì đối với đôi loa BMB chúng ta sẽ kết nối vào đường main left main right, và BEK sẽ nối vào surround left và surround right. Còn nếu mà ngược lại, BEK đằng trước và BMB đằng sau, thì BEK chúng ta sẽ lại đấu vào đường main left main right, và BMB sẽ đấu vào đường surround left và surround right. Ở đây Hữu Duy sẽ đấu theo kiểu đường BMB, đôi loa BMB đằng trước và BEK đằng sau. Thì đôi loa BMB thì Hữu Duy đấu vào đường A và đường C. Đó. Đường A và đường C. Cho nên là đường A, đường C Hữu Duy sử dụng cho hai đường là main left và main right quý vị nhé. Đây, đầu còn lại chúng ta sẽ cắm input vào đường A và đường C. Đây. Đây là đường C quý vị nhé. Còn đây là đường A này. Còn đôi loa BEK thì Hữu Duy quy định để đằng sau, thì Hữu Duy sẽ cắm còn vào hai đường còn lại, đường B và đường đường D. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối tín hiệu mic vào vang. Để mic vào vang thì cũng rất là đơn giản thôi. Hữu Duy sử dụng một dây 6 ly hai đầu để cắm vào đường mic out của mic, và sau đó là sẽ cắm vào đường mic của vang. Và công đoạn tiếp theo là Hữu Duy sẽ cắm đường subwoofer để cắm cho chiếc súp điện của chúng ta. Thì một đầu Hữu Duy sẽ cắm vào đường súp. Đó. Một đầu thì Hữu Duy cắm vào đầu súp, và đầu còn lại thì Hữu Duy sẽ cắm vào đường input 1 của chiếc súp điện này. Đó, quý vị có thể thấy được rằng là với cách đấu nối này, chúng ta sẽ sử dụng 5 trên 6 đường của chiếc vang số JBL KX180. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ chỉ việc kết nối các nguồn điện của các thiết bị vào. Vậy là bộ dàn của chúng ta đã chạy hoàn toàn thành công rồi quý vị nhé.
Dạ vâng quý vị, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần tử nhạc, thử nhạc của combo Luxury hôm nay. Ở đây Hữu Duy sẽ hát theo cấu hình echo đầu tiên, và nửa bài sau sẽ là cấu hình reverb quý vị nhé. Echo rất là dễ hát, ai cũng có thể hát được, và cấu hình reverb là cấu hình nâng cao. Chúng ta hát tốt rồi thì chúng ta có thể hát cấu hình nâng cao để thử cảm giác mới, hát hay hơn đúng không ạ? Nhưng hát trên sân khấu quý vị nhé. Ở đây Hữu Duy sẽ hát bài Tình Nồng của ca sĩ Lân Nhã. Và xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe cái hiệu ứng nửa bài đầu và nửa bài sau của bài Tình Nồng này sẽ như thế nào quý vị nhé. Đừng buồn nhé em ơi, cuộc tình nặng không luôn xót xa. Một lần đã tan vỡ, để lại từng vết thương ngồi xa thiết tha. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ, tình yêu sao đã phôi phai. Phút cuối tiễn đưa cánh sao lừa thương. Đừng sầu nhé em ơi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng dòng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sang luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em, giây phút mặn nồng tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ đắng cay, tình tựa bao to dù có tan uốn. Mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai bóng. Về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến ban đầu. Và giờ chúng ta sẽ đến với cấu hình reverb quý vị nhé. Chữ duy lưu là P02. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cấu hình reverb quý vị nhé. Đừng sầu nhé em hỡi, kỷ niệm là cơn mơ buốt đau. Từng giọng hát xa vắng nhạt nhòa tình đã trao sao luôn khát khao. Từng giọt nắng trôi hững hờ gọi nhau trên lối yêu xưa. Nhớ nhé em, giây phút mặn nồng tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ đắng cay, tình tựa bao to dù có tan uốn. Mộng đẹp xin giữ trong tim, hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Tình yêu đã đến đến trong cơn mơ thật xa vắng. Rồi cho ta dòng lệ đắng. Nhau nụ cười dù ngày mai có phai màu. Về đâu em hỡi khi gối chăn còn lại hơi ấm đêm nào. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu. Xin giữ cho anh câu hứa trên đôi môi đến bắt đầu.
lâu. Dạ vâng, quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm qua các bài hát thông qua bộ dàn ngày hôm nay Luxury BC01. Đối với giọng hát thì Hữu Duy cảm nhận được rằng là đối với dòng loa BMB và BIK, tiếng lời cực kỳ rõ ràng, chi tiết và rất là sáng tiếng, quý vị nhé. Nó rất là rõ lời, tách bạch để chúng ta có thể cảm nhận được phần effect hát cực kỳ ngọt. Đặc biệt là đối với effect của chiếc vang số JBL KX180 thì quá là tuyệt vời rồi, không có gì để bàn, chất tiếng rất là ngọt. Cùng với khi chúng ta chơi bản nhạc remix thì chúng ta có thể thấy được ngay rằng là chiếc súp Anto của chúng ta làm đảm nhiệm rất là tốt nhiệm vụ đó, bởi vì chất âm rất là đanh và nó có một cái vị, nó có một cái cảm nhận nó rất là chắc tiếng. Chắc tiếng khi những cái bản nhạc đánh ra, những cái tiếng trống nghe rất là chắc, quý vị nhé. Và hiện tại bộ dàn Luxury BC01 ngày hôm nay đang có mức giá tốt nhất trên trang Bảo Châu Elec là 61.720.000. Chúng ta còn được tặng kèm thêm một thùng bia Sài Gòn khi mua cùng bộ dàn ngày hôm nay. Đặc biệt là có thêm một là lì xì trị giá 300.000 đồng thay cho lời cảm ơn của Bảo Châu Elec gửi đến quý vị. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng và thành công hơn. Ngoài ra, chúng ta còn được tặng thêm 20 mét dây loa trị giá 600.000 đồng, cùng với một bộ pin sạc trị giá 449.000 đồng,
và 4 dây ca nông trị giá là 400.000 đồng. Ngoài ra chúng ta vẫn còn có những chính sách rất cơ bản của Bảo Châu là miễn phí, nhưng mà riêng với bộ già ngày hôm nay là miễn phí giao hàng trong vòng 100 km quý vị nhé, và được lắp đặt setup tại nhà với đội ngũ kỹ thuật của Bảo Châu Elec có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong setup âm thanh rồi. Và chúng ta sẽ có giao hàng toàn quốc này, thanh toán COD này và thủ tục trả góp chỉ từ 1% mà thôi. Bảo Châu Elec với thương hiệu 20 năm, chúng tôi có 11 cơ sở trên toàn quốc. Khi quý vị mua hàng thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hưởng những chính sách cơ bản mà Hữu Duy vừa mới nêu ra. Và chúng tôi đảm bảo với quý vị, những mặt hàng Bảo Châu phân phối đều là những mặt hàng chính hãng, có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, đầy đủ giấy tờ, chứng từ, chứng nhận. Cho nên quý vị hãy yên tâm khi đến với Bảo Châu Elec. Và nếu quý vị phát hiện ra hàng giả, hàng nhái hay là hàng sai trái thì chúng tôi sẽ đền 300% giá trị của sản phẩm quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Và chúng ta sẽ có một số những cách mua hàng sau đây. Đầu tiên, quý vị có thể đến trực tiếp 11 showroom của Bảo Châu để tham quan mua sắm và từ đó đưa ra cho mình những quyết định đúng đắn nhất. Thứ hai, quý vị có thể đến với gọi đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 2555, hoặc quý vị có thể gọi đến hotline của Hữu Duy là 0866693631 để được tư vấn giải đáp. Cách thứ ba, quý vị hãy truy cập vào website của Bảo Châu Elec là baochouelec.com để tìm đến những sản phẩm mình mong muốn, đặc biệt là bộ dàn Luxury BC01, và từ đó click vào đặt mua ngay để có thể đặt hàng trực tiếp ngay trên website. Hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo, và chúng ta sẽ có những điều bất ngờ trong năm 2022 này quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.